Chúng con xin kính mời máy Tinh Đức Lao Cai và chúng con kính mời máy chị Định Nghi chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn đức tăng ni chứng minh, con kính bạch thầy Độ Âm Tịnh Hải, và con xin hỏi một câu: thời mặt pháp này do chúng sanh như chúng con nghiệp chướng thì trùng trùng, khi lâm chung thì có những người do ý niệm mà được vãng sanh, vậy làm sao để chúng con khi lâm chung mà bị bệnh khổ hành hành thì chúng con cũng thực hiện được cái ý niệm vãng sanh này ạ? Con thành tâm tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn bác. Câu hỏi này làm cho Duy Âm có dịp nói thêm. Thực sự hàng phàm phu chúng ta đến lúc lâm chung chưa cần tán hoại, không phải là ngồi mà cái áo tràng rồi bắt tay bắt ấn thế này mà niệm Phật đơn giản đâu. Nhiều khi mình nằm mà nằm cũng không yên. Mình muốn niệm câu A-di-đà-phật mà không biết chữ nào trước chữ sau mà niệm. Thực sự nhiều khi đứa con mình tới thăm mình mà mình còn sợ đó chứ vậy. Tinh thần tán hoại. Những cảnh giới hung hiểm hiện ra làm cho mình hoảng kinh hồn vía chứ không phải an tịnh như bây giờ đâu. Chính vì thế mà có nhiều người cứ nói là tôi niệm bây giờ thì chừng lúc lắm trong tôi niệm cũng được, niệm A Di Đà Phật dễ mà có gì đâu, không dễ một chút xíu nào. Vì thực sự mình còn đang tỉnh táo đấy, trước khi mà rơi vào cái cảnh mà tứ đại phân ly, thân thể thì đau nhức như con rùa đang sống mà người ta gỡ cái mai ra, chẳng khác gì như người thợ neo mà cầm cái kìm rút cái móng tay chúng ta ra, không phải đơn giản. Không cách nào mà chúng ta có thể niệm Phật được. Chính vì thế mà muốn thực sự niệm được câu A-di-đà Phật thì xin bác Tịnh Đức hãy nhớ cho có một cái vị mà là đại cứu tinh cho mình. Chính là ban hộ niệm đấy bác Tịnh Đức. Cái lúc mà mình hãy kinh lên có người cầm tay mình nhắc nhở: bác Tịnh Đức ơi, có chúng con đang ngồi bên cạnh bác Tịnh Đức đây. Hãy yên chí niệm Phật với con đây. Hãy mở mắt ra nhìn đi. Nhờ ban hộ niệm xoa xoa cái đầu mình, gỡ vỡ cái... Người nào bóp bóp cái tay mình mà mình trở về cái trạng thái thực sự. Là hoàn toàn không sống trong cái ác mộng nữa. Bác Tịnh Đức mới có thể niệm được câu A Di Đà Phật. Trong cảnh kinh hoàng đó mà có một người cầm tay mình, cầm vai mình, vỗ vai mình, nói chuyện với mình, tự nhiên tất cả những cảnh hãi hùng đó biến mất. Biến mất là như vậy. Còn nếu đó không có một người nào hiếu đạo bên cạnh thì xin thưa với bác, oán thân trái chủ, có những cái đoàn thế mà làm cho mình muốn tin mà tin không được. Muốn an mà an không xong, không sợ mà từng phút từng giây mình sợ hãi nữa. Mình la hét trong những cảnh mà hoàn toàn rối loạn, không có gì tự chủ cả. Cho nên cái lúc mà nằm xuống, gọi là cái lúc mà lâm chung đó, hoàn toàn mình không thể tự chủ được mình đâu. Chính vì thế mà mong chư vị phải nhớ là tu hành phải giữ cái tâm hiền hòa chất phác. Đừng tự cho mình hiếu, đừng tự cho mình giỏi, đừng tự cho mình cao, thì chư thiên thần hộ pháp mới có thể gia trì cho mình. Nhờ các ngài gia trì cho mình rồi mà cái tâm mình thành tâm mình kính nữa, được Phật lực gia trì. Mà ngoài ra sợ rằng cái lúc mà cuối cùng của cuộc đời mình không có tâm thành tâm kính được tài, lúc đó mình quên, mình sợ đi mà, thì chính những người hộ niệm bên cạnh mình là những vị đồng tu đóng vai thiện tri thức cứu khổ cứu nạn cho mình đấy chư vị. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy là cái pháp hộ niệm chính là cái đài cứu tinh, hay nói thẳng ra là chính những người đồng tu biết pháp hộ niệm đến giúp đỡ mình là những vị đài cứu tinh cho mình, gỡ nạn kịp thời
Và ngay những cái chuyện mà mình đang vướng mắc để mình thoát qua những cảnh hải hùng đó mới có thể niệm được câu A Di Đà Phật cuối cùng mà được vãng sanh. Chứng tỏ rằng trong thời gian mấy ngàn năm không dễ gì mình tìm ra được một người dẫu có tu hành mà ra đi lưu lại tướng lành như vậy. Đến bây giờ nhờ pháp hộ niệm chư vị thấy có hàng vạn người ra đi trong cảnh an lành như vậy. Chư vị mới thấy cái giá trị của pháp hộ niệm như thế nào. Mong bác tịnh phước mau mau tìm ban hộ niệm giúp đỡ cho mình sinh hoạt chung với họ, ngày ngày đều lắng nghe họ, chính là để gỡ nặng cho mình và nhắc nhở cho họ là lúc tôi nằm xuống chuẩn bị ra đi, chư vị phải đến bên tôi nhắc nhở tôi. Có được như vậy chúng ta mới cứu nhau vượt qua ách đạn công nghiệp chướng, vãng sanh Tây phương, thoát vòng sanh tử, một đời thành đạo đấy nhé. Cho vị A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, chúng con thành tâm tri ân thầy.